Dạ thưa sư, cho con hỏi là một bộ phận người nghĩ rằng mình không thể đắc quả trong kiếp này nên muốn tu để lên làm chư thiên, sau đó sẽ tận dụng lợi thế của việc làm chư thiên tiếp tục tu hành đạt thánh quả dễ dàng hơn. Điều này liệu có đúng không? Thì ở đời nó có câu là liệu cơm gắp mắm thôi. Mình nhắm sức mình tới đâu thì mình làm tới đó. Tuy nhiên, cái sự kiện là để chúng ta sanh thiên rồi chúng ta tiếp tục tu, nó chỉ nên áp dụng đối với những người ngay trong kiếp hiện tại này họ có nỗ lực tu tập. Mà sự nỗ lực đó không đủ để cho họ chứng đắc đạo và quả ngay trong đời này thì họ mới có thể chứng đắc trong đời sau. Còn khi chúng ta có suy nghĩ là thôi bây giờ đời còn vui, mình cứ ham chơi, mình dễ vui, mình không có tu hành gì cả, rồi mình nói để cho đời sau mình lên cõi trời rồi mình tu tiếp. Sư chỉ có một câu hỏi là có chắc quý vị lên được không? Với cái kiểu tu mà cà rịch cà tan đó, có chắc mình lên được hay không? Giống như đi làm mình nói để tôi đi du lịch, tôi đi Mỹ, đi định cư Mỹ vậy. Thì cái người mà nói như vậy là cái người mà họ nỗ lực, họ kiếm tiền, họ để dành tiền, thì có thể cái tuổi già họ có thể đi du lịch được Mỹ để dành tiền đủ. Còn có người ăn bao nhiêu xài bấy nhiêu, nợ thì nợ thẻ, nợ đầu nợ đuôi, nợ tùm lum hết trơn á, họ nói cái câu nói đó nó không xài được. Cho nên tóm gọn lại, cái chuyện mà đi lên cõi trời để tu tiếp chỉ áp dụng cho những vị trong hiện tại đây họ nỗ lực mà họ chưa kịp chứng đắc đạo quả, chứ không dành cho những người dễ vui, buông lung trong việc tu tập rồi nghĩ rằng đời nay tôi khỏi tu để đời sau lên cõi trời tôi tu bù. Chuyện nó không bao giờ có ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.